Thì cái đề thi quá trình lần 1 của mình sẽ là cái đề như thế này. Ở câu 1 đó là tìm cái hàm truyền của hệ thống. Nguyên cái bài này là 2 điểm ha. Thì các bạn lưu ý đó là mình sẽ áp dụng phương pháp Marson ha, lập đường tiến vòng kính để mà giải cái bài 1 này. Bài số 2 của mình là tìm hệ phương trình trạng thái của hệ có cái hàm truyền như sau. GS nó bằng CS tức là ngõ ra, RS là ngõ vào ha. Thì mình có cái hàm truyền như thế này. Thì các bạn hãy dùng hai cách khác nhau để tìm ra hai cái hệ phương trình trạng thái khác nhau. Có nghĩa là các bạn có hai cách đặt biến trạng thái khác nhau sẽ dẫn tới cái hệ phương trình trạng thái của bạn đặt nó sẽ là ra hai dạng khác nhau. Thì bạn dùng hai cách cách nào cũng được ha. Rồi sau đó từ cái hệ phương trình trạng thái có được từ mỗi cách bạn hãy tính ngược lại cái giá trị hàm truyền đạt. Cái câu mà tìm hệ phương trình trạng thái theo hai cách thì sẽ là 3 điểm, và cái từ cái hệ phương trình trạng thái tìm được á, suy ngược lại hàm truyền bạn sẽ được 1 điểm. Tiếp theo là vẽ quỹ đạo hiệu nghiệm số của cái hệ hồi tiếp có dạng như thế này, k s cộng 1 chia cho s cộng 4 s cộng 3, còn hàm truyền hồi tiếp nó là 1 trên s cộng 4, và kèm thêm câu hỏi là hệ ổn định với k bằng bao nhiêu. Câu 4, hãy vẽ bốt biên và bốt pha của hệ hệ như thế này. Bạn hãy vẽ cả bốt biên lẫn bốt pha. Và các bạn lưu ý, bằng tính bằng tay hết nha. MATLAB chỉ là công cụ tính bên ngoài thôi chứ không thể đem kết quả MATLAB vào bài của mình được. Các bạn hãy làm ghi vào giấy chụp hình lại bài làm của mình. Trong mỗi trang giấy sẽ có họ tên, mã số sinh viên, chữ ký và cái số thứ tự trang của các bạn, và đủ 4 thông tin đó nha, thiếu một thông tin nó trừ điểm liền á. Rồi. Mà trừ không phải trừ 1 2 điểm, chia đôi số điểm của bạn á. Rồi. Và các bạn gửi vào nguyenvandonghai.panama@gmail.com. Và các bạn nhớ lưu lại cái email các bạn đã gửi để sau này có gì thì đối chứng lại ha. Từ 6 giờ rưỡi cho tới 7 giờ, trong vòng nửa tiếng đó thầy sẽ online trên Google Meet để mà giải đáp cái đề, thắc mắc cái đề cho các bạn. Sau 7 giờ tối thì thầy sẽ không online nữa. Từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ các bạn có thắc mắc gì thì hỏi thầy trong khoảng thời gian đó nha. Ngoài thời gian đó thì thầy sẽ không có online Google Meet được nữa. Và các bạn làm gửi vào email cho thầy trước 9 giờ rưỡi tối nha. Trước 9 giờ rưỡi tối các bạn phải gửi cho thầy. Sau 9 giờ rưỡi tối thì cứ mỗi thời gian trễ thì các bạn sẽ bị trừ điểm tương ứng.